Vâng, xin chào tất cả 66 anh chị em trên khắp mọi miền đất nước trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, và hôm nay thì bác cảm thấy rất vui khi được ở đây giao lưu chia sẻ tất cả anh chị. Cảm ơn chị Hiển. Và hiện tại thì bác đang ở Dầu Giây, Đồng Nai. Và thực ra thì chúng ta ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ chia sẻ được. Và điều đầu tiên thì bác muốn mượn một tràng tim, tràng vỗ tay của tất cả các anh chị để gửi lời cảm ơn đến người thầy của bá, đó là thầy Trần Hữu Bưng, cũng giống như tất cả anh chị lãnh đạo Vượng, lãnh đạo Hà, đã cho mình cái cơ hội giao lưu chia sẻ với tất cả anh chị trong buổi tối ngày hôm nay. Những tràng tim, những tràng vỗ tay số 8 đi ạ. Vâng. Và một cái cảm giác mà ở trong một cái cơn mưa, phía bên ngoài thì đang là một cái cơn mưa, trong nhà thì lại có rất nhiều những anh chị em đang ngồi ở trong nhà đây. Và bác lại vừa chia sẻ online và offline. Và hôm nay thì bác cũng mời rất nhiều những anh chị đối tác ở nhiều nơi. Không biết là trong đây có bao nhiêu anh chị đang vào thì mình cũng không biết. Nhưng mà điều đó cũng không sao. Và có lẽ là ba câu chuyện vừa qua của những anh chị đi trước, có lẽ là cũng đã làm cho các anh chị cũng đã hình dung ra và hồi tưởng lại một vài câu chuyện ước mơ của chính chúng ta. Và bản thân bá thì năm nay cũng là U40 rồi. Thì bá đang ở gốc là bá ở miền Tây. Và bác cũng được biết là hôm nay trong cái phòng Zoom này thì có rất nhiều anh chị ở những miền Bắc. Không biết anh chị nào ở miền Bắc thì nhấn số 1 được không ạ? Bao nhiêu anh chị đang ở khu vực miền Bắc nhấn số 1? Miền Trung thì nhấn số 2 và miền Nam thì nhấn số 3 đi ạ. Để cho mọi người có thể biết được là gì ạ? Chúng ta đang giao lưu với tất cả mọi miền đất nước chỉ thông qua phòng Zoom mà thôi. Vâng, cũng có những người số 1, số 2, số 3 là đầy đủ luôn không ạ? Có người cả số 4 luôn là ở đâu? Ok, rất tuyệt vời. Và chúng ta đang ở một cái cảm giác là giao lưu không biên giới đúng không cả nhà? Và thực ra thì chủ đề ngày hôm nay thì nó cũng là chủ đề mà bác cũng cảm thấy là gì ạ? Nó rất ý nghĩa đối với cuộc đời của bác. Thì thực sự thì bác ở Hồ Chí Minh, bác thì sinh ra và lớn lên ở Đồng Tháp, nhưng mà lên Hồ Chí Minh đến giờ là hơn 20 năm, chuẩn bị kỷ niệm 21 năm đặt chân lên Hồ Chí Minh. Và 21 năm qua thì đã có rất nhiều những sự thay đổi trong cái chính con người của mình. Và cái sự thay đổi đó nó bắt nguồn từ điều gì? Nó bắt nguồn từ ước mơ. Nó bắt nguồn từ cái việc không chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Và bá tin chắc là tất cả chúng ta ở trong đây, có thể độ tuổi chúng ta khác nhau, vùng miền chúng ta khác nhau, và ngành nghề chúng ta cũng sẽ khác nhau. Tất cả mọi thứ chúng ta đều khác nhau. Nhưng bá tin là chúng ta sẽ có một điểm rất giống nhau. Đó là chúng ta đang mong muốn cuộc sống của mình và gia đình mình càng ngày càng tốt hơn, đúng không cả nhà? Nếu cả nhà đúng thì cho tương tác số 2 đúng không ạ? Và bác tin chắc là gì ạ? Ai cũng vậy. Cuộc sống con người ta luôn luôn hướng lên. Luôn luôn hướng lên. Và hiện tại có thể cuộc sống ta đang tốt, chúng ta lại mong chờ một cuộc sống tốt hơn nữa. Cho nên người ta nói là gì? Thế giới vĩ đại nhờ có ước mơ. Và cuộc sống kinh tế càng ngày càng đi lên cũng vì tồn tại những con người có ước mơ. Và hôm nay cũng có rất nhiều anh chị ở vào phòng Zoom này, cũng có nhiều anh chị ở phía bên ngoài đang cùng xem với những người đồng đội của mình. Thì bản thân chúng ta có thể thời điểm giờ giấc như bây giờ là thứ nay chúng ta là thứ sáu. Có lẽ là rất nhiều người là gì ạ? Thứ sáu chúng ta lại thư giãn vì ngày mai thứ bảy, chủ nhật chúng ta lại được nghỉ. Đúng không ạ? Chúng ta lại được nghỉ. Và ngày thứ bảy chủ nhật người ta ví như là gì ạ? Ví như là ngày Tết và ngày thư giãn thoải mái của rất nhiều người, vì thứ hai đến thứ năm chúng ta đã đi làm, thứ hai đến thứ sáu chúng ta đã đi làm rồi. Và chúng ta đang mong chờ là gì? Những cái buổi đêm relax thứ bảy, thứ sáu và thứ bảy. Và chúng ta không mong chờ ngày chủ nhật nó đến nhanh quá, đúng không ạ? Vì chúng ta tưởng tượng ra rằng ngày thứ hai chúng ta lại bắt đầu đi làm. Và gần như cuộc sống nó đang đưa đẩy mình, nó đang cuốn mình phải chạy theo cuộc sống. Và bản thân bá cũng vậy. Bá ở Hồ Chí Minh gần như là gì? Chỉ lúc thời gian mình tự do nhất, đó chính là lúc mình còn là sinh viên. Nhưng khi đi làm gần như là gì ạ? Là cuộc đời mình cũng không dám suy nghĩ nhiều. Mình chỉ biết mỗi việc là gì ạ? Là sáng đi làm, tối về đi nhậu và khuya về đi ngủ thôi. Và gần như cuộc đời nó cứ như vậy. Nó cứ như vậy. Cũng sau quá trình nỗ lực 4-5 năm ở Hồ Chí Minh thì nhìn đi nhìn lại bản thân mình cũng không có cái gì cả. Làm từ làm thuê, từ làm kỹ sư điện cho tới từ đi làm chủ và mở cái xưởng Mai năm 2008. Nhưng sau quá trình nỗ lực thì bác nhìn lại cuộc đời mình chỉ là người kỹ thuật. Và cuộc đời nhiều năm nhìn lại, bao giờ mới mua được căn nhà, bao giờ mới mua được chiếc xe, gần như nó tưởng chừng như đó là trong mơ mà thôi. Cho nên bác cũng vì không chấp nhận, cho nên bác mới nói với những người bạn kỹ thuật của mình ngày xưa là gì? Tụi bay có cái gì hay á, chia sẻ cho mình làm với. Và cũng chính một câu nói đó
một câu nói muốn sự thay đổi. Và Bá tin chắc là trong hội trường này, trong cái phòng Zoom này, có rất nhiều người cũng chỉ vì một câu nói với người bạn mình, hoặc là bạn mình có thể hỏi mình một câu nói là gì, bạn có muốn tìm kiếm một cơ hội nào đó mới hơn hay không. Và chúng ta được mời người, được người bạn mình mời vào phòng Zoom này, có lẽ là gì, người bạn mình nhìn thấy được mình là những người đang đi tìm kiếm cơ hội. Vậy thì tại sao chúng ta lại đi tìm kiếm cơ hội? Có phải cũng vì ước mơ, đúng không cả nhà? Vì ước mơ tất cả con người ta sống và tồn tại và phát triển, cũng vì mình còn ước mơ, mình còn hoài bão, cho nên mình còn nỗ lực. Cho nên cái câu thế giới vĩ đại nhờ có ước mơ. Và bản thân Bá hôm nay muốn chia sẻ anh chị, dùng một cái slide để giao lưu chia sẻ anh chị, nói về chủ đề ước mơ. Và làm thế nào để chúng ta thực hiện được ước mơ đây? Và ước mơ gần như là gì ạ? Ông cha ta, những người càng lớn tuổi á, hay nói câu là gì ạ? Đừng mơ mộng hão huyền. Và có phải chúng ta hình dung là gì? Lúc còn nhỏ, ước mơ chúng ta rất lớn, nhưng càng lớn dần thì ước mơ chúng ta nhỏ lại. Và đây là gần như con người ta đều giống nhau. Vì sao? Vì đơn giản là gì? Càng nỗ lực, chúng ta, rất nhiều người nhìn thấy được rằng cái người thành công thì cực kỳ ít, còn cái người thất bại thì quá nhiều. Và hình dung là gì? Chúng ta đi làm thuê thì chắc chắn rằng để có cuộc sống làm thuê mà giàu có, mà ổn định và đảm bảo thì gần như là không thể, đúng không ạ? Cho nên chúng ta luôn mong chờ cuộc sống đi làm chủ. Và từ cái việc làm thuê, làm chủ thì mình cũng làm. Nhưng mà rốt cuộc là gì? Nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì. Và cái thực trạng, cái công việc gì? Thực trạng làm chủ thì rất nhiều người luôn suy nghĩ rằng làm chủ không đơn giản. Làm chủ phải có đủ điều kiện, đủ tất cả mọi yếu tố mới cấu thành nên một cái người làm chủ có thể thành công. Cho nên rất nhiều người dường như là họ chấp nhận với cuộc sống hiện tại, cũng giống như thời điểm Covid 3 năm vừa qua. 3 năm vừa qua Covid đã làm thay đổi tư duy của rất nhiều con người. Vì chúng ta đã nhìn thấy được rất nhiều người họ giàu có, họ thành tựu, nhưng mà 3 năm Covid đã làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều con người. Có những người nghèo thông qua Covid họ lại giàu có, đồng thời có những người rất giàu nhưng thông qua Covid họ lại trở về con số âm. Và chứng kiến rất nhiều người họ có rất nhiều tài sản, trong vòng 10-15 năm qua họ tích lũy được vài căn nhà, nhưng cuối cùng Covid xảy ra, để họ có thể duy trì được cái công việc kinh doanh của họ thì họ gần như là phải bán rất nhiều căn nhà của họ rồi. Và cái thực trạng đó, cái thực trạng trước Covid và thực trạng trong quá trình Covid và sau Covid, làm cho rất nhiều người đang trăn trở băn khoăn là không biết rằng mình có cơ hội nào để thực hiện tất cả những ước mơ mà mình đang mong chờ ngày xưa hay không. Và bên ngoài gần như là gì ạ? Rất nhiều người luôn luôn lo lắng, luôn buồn rằng Covid như vậy rồi thì bao giờ Covid, biết đâu cái con Covid-19 lại Covid-20 lại xảy ra nữa thì sao? Và rất nhiều người bắt đầu chấp nhận an phận và gần như quên hẳn đi những ước mơ của mình. Và hôm nay Bá muốn chia sẻ anh chị là gì ạ? Đó, tại sao nó gọi là đêm mơ ước. Và chúng ta hãy hình dung ra gì ạ? Cuộc sống chúng ta sẽ thay đổi khi chúng ta còn duy trì được cái ước mơ, duy trì được cái hoài bão, cái tham vọng đó của mình. Và bên cạnh đó chúng ta nhìn thấy là rất nhiều người họ từ con số 0 nhưng thông qua Covid họ lại đột phá, họ lại thành công. Cho nên bên cạnh đó, trong nguy có cơ, trong cuộc sống luôn luôn tồn tại rất nhiều những cái cơ hội. Nhưng quan trọng là chúng ta có cởi mở lòng mình ra, quan trọng là chúng ta có đi tìm kiếm hay không. Cho nên cái câu nói mà trong nguy có cơ thì các chị cảm thấy là gì? Nó đúng không ạ? Nó rất đúng. Nhưng vì chúng ta đang lo lắng là không biết rằng chúng ta có tìm được cái cơ hội nào hay không. Và hôm nay thì cũng chia sẻ anh chị là gì? Là rốt cuộc cuộc sống này có người ta đeo đuổi điều gì? Và cơ hội nào để giúp cho chúng ta có thể thực hiện được những cái hoài bão về sự đeo đuổi đó? Vậy thì bác muốn dùng một cái slide để chia sẻ với tất cả các anh chị. Vâng, cả nhà nhìn thấy slide chưa ạ? Vâng, đó chính là chủ đề đêm mơ ước. Và làm thế nào để chúng ta biến ước mơ đó trở thành sự thật? Và gần như người ta nói gì? Ước mơ chỉ là ước mơ mà thôi, đúng không ạ? Mơ ước chỉ là mơ ước mà thôi. Nhưng hôm nay, trong buổi tối ngày hôm nay, hy vọng rằng thông qua khoảng 60 phút trong buổi tối ngày hôm nay có thể giúp cho mọi người có thể tìm lại được ước mơ của mình và có thể giúp cho mình tìm kiếm được một cái cơ hội nào đó để giúp cho mình thực hiện được ước mơ. Vì chúng ta cần phải quay lại cuộc đời con người ta. Ước mơ đang tìm kiếm điều gì đây? Có phải chúng ta luôn luôn thích sự tự do, đúng không ạ? Ai cũng thích sự tự do. Không ai thích cái ngày Chủ nhật và ngủ sáng thức dậy là thứ hai là phải đi làm. Chúng ta đeo đuổi sự tự do. Chúng ta luôn mong muốn chờ tìm kiếm để có một cái chiếc xe hơi để che nắng che mưa, chứ không phải là một cái điều gì đó để thể hiện. Chúng ta luôn muốn tìm kiếm một căn nhà, từ căn nhà nhỏ sau đó dần dần căn nhà lớn hơn, đúng không ạ?
Chúng ta luôn hy vọng rằng chúng ta sẽ có tiền và có thời gian, chúng ta có thể báo hiếu được cho cha mẹ, và chúng ta có thể nuôi dạy con cái mình thực sự thành tài, có thể có những trường học, có học ở những trường quốc tế, để có thể con mình có một tương lai hoàn toàn khác. Và chúng ta đang mong chờ có thể dẫn được một nửa của mình, được ba, được mẹ, được con cái của mình và được những người thân của mình, để có thể đi nước ngoài để mở rộng về tầm nhìn. Và chúng ta luôn mong chờ là gì? Gia đình, vợ chồng hòa thuận. Và các chị biết rằng là gì? Ở xã hội này á, vợ chồng mà không hòa thuận thì 80-90% nó xuất phát từ cái việc mâu thuẫn, đó chính là về tài chính, vì khó khăn về tiền bạc, đúng không cả nhà? Và luôn luôn chật vật chạy theo đồng tiền, cho nên gần như là gì? Là đồng tiền sẽ làm chi phối đi sự hạnh phúc của gia đình. Và chúng ta đang mong chờ sức khỏe, trường thọ, chúng ta đang mong chờ được người khác tôn trọng. Vậy thì có phải là gì? Khi chúng ta đều có thành tựu thì rất nhiều người đều tôn trọng và quý mến mình, đúng không cả nhà? Và chúng ta luôn mong chờ báo đáp xã hội. Chúng ta luôn có rất nhiều những ước mơ, những hoài bão, những điều giống như thế này. Nhưng mà xã hội nó đã vùi dập mình, xã hội nó làm cho cái con người của mình gần như không dám mơ nữa rồi, không dám nghĩ nữa rồi. Và nghĩ tất cả những điều này nó chỉ là xa vời. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta không biết được rằng ở xã hội này có rất nhiều những cái cơ hội nó đang tồn tại. Nhưng mà nhiều người nhìn lại ước mơ thì quá lớn, nhưng thu nhập thì quá bé đi. Thì một là bạn đơn giản là gì? Bạn thấy nó không cân bằng cái bánh xe này, bạn chỉ có mỗi việc. Đó là bạn từ bỏ ước mơ, bạn giảm bớt ước mơ của bạn so với thu nhập của bạn, để bạn có thể cân bằng vào cuộc sống và không dám, cuộc sống không dám mơ mộng hão huyền nữa rồi. Nhưng bên cạnh đó có những người thì họ lại tiếp tục cố gắng tăng cái nguồn thu nhập lên để họ có thể cân bằng và thực hiện được ước mơ của mình. Vì thì trong xã hội này luôn luôn có hai nhóm người. Có người từ bỏ ước mơ chứ không phải là họ không có ước mơ cả nhà nha. Đa số rất nhiều người bên ngoài, miễn là con người mà tin là gì, đều có ước mơ. Nhưng một là họ không có cơ hội và họ từ bỏ. Và hai đó là người luôn luôn tiếp tục cố gắng. Và khoảng 70 anh chị em ở trong phòng Zoom này, bác tin chắc rằng chúng ta là những người tiếp tục cố gắng và đi tìm kiếm cơ hội, đúng không ạ? Và bên ngoài họ luôn có hai cái luồng tư duy. Chỉ có một là làm công, hai là làm chủ. Và chúng ta được biết rằng cái nỗi niềm đau khổ của những người làm công gần như ai cũng biết. Ở trong đây bao nhiêu anh chị đang là những người đi làm công ăn lương? Có thể nhắn cho bá tín hiệu được số 1 không ạ? Số 1, ai là những người đang đi làm thuê? Và gần như ai cũng hiểu được cái cảm giác ngày thứ hai, đúng không ạ? Thứ hai đến rồi, không ai chỉ súng sau lưng mình thì mình cũng phải thức dậy. Và đến công ty gặp sếp áp lực cũng phải chấp nhận. Và mệt mỏi cũng phải chấp nhận, stress căng thẳng cũng phải chấp nhận. Vì chúng ta không có sự lựa chọn nào khác, đúng không cả nhà? Không có sự lựa chọn nào khác. Vậy thì bác tin chắc là gì? Chúng ta đều được biết rằng xã hội này đang không ngừng thay đổi. Nếu chúng ta vẫn chấp nhận, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ bất cứ lúc nào sẽ đều xảy ra nguy cơ. Vì cái công nghệ nó thay đổi cuộc đời và làm cho cái tình trạng là gì? Chúng ta đang có một cái công việc ổn định, đang có một cái nghề ổn định, nhưng thực sự nó không ổn định đâu cả nhà. Nếu ai đó đang chấp nhận với cuộc sống đi làm thuê thì thực tế xã hội này không cho chúng ta chấp nhận cuộc sống ổn định đó đâu. Xã hội này đang phát triển và dần dần bạn không học tập, bạn không nâng cấp con người mình lên thì cái công việc làm thuê của chúng ta cũng sẽ sớm muộn cũng sẽ biến mất, vì công nghệ nó sẽ thay thế con người. Và nếu chúng ta hình dung là chúng ta đi làm thuê, chúng ta sẽ nhìn thấy được cái dòng lẩn quẩn, cái dòng tài chính lẩn quẩn như thế này: nhận lương rồi trả nợ, rồi ăn chơi, rồi giữa tháng lại hết tiền, rồi cuối cùng ăn mì gói, đúng không ạ? Và chịu không nổi thì lại đi mượn tiền, và cứ xây dòng một cái dòng đau khổ như thế này. Vậy thì chúng ta muốn thoát ra khỏi cái điều này chỉ có một cách duy nhất, đó là gì ạ? Đó là chúng ta tự làm chủ công việc kinh doanh của chính mình, đúng không cả nhà? Ở đây bao nhiêu anh chị đang khát khao mình đi tìm kiếm một công việc mình tự làm chủ, có thể nhấn là tôi được không ạ? Có thể nhấn là tôi. Ai là những người thực sự đang đi tìm kiếm một công việc để tự làm chủ cho kinh doanh của chính mình? Và bá tin chắc là 70 anh chị em ở đây ai cũng muốn đi làm chủ cả. Vậy chúng ta sẽ nhìn lại thực trạng nỗi lo của những ông bà chủ ở truyền thống. Và khi mà mọi người nhìn thực trạng này, gần như không ai muốn làm ông chủ cả. Đầu tiên làm chủ phải có vốn nè, đúng không ạ? Và chọn lĩnh vực kinh doanh nào đó phù hợp với mình. Nhiều người làm công nhân, rất tự ti là mình làm gì có lĩnh vực nào mà mình kinh doanh được đây. Công nhân làm gì có vốn, những người bình thường làm gì có vốn. Rồi khi mà làm kinh doanh thì phải có chi phí mặt bằng, thời gian. Rồi nói chung là gì ạ? Mối quan hệ, kinh nghiệm, càng thành công càng bận rộn. Và công nghệ thì lại là chúng ta lại không có cập nhật được. Tức là, và sức khỏe của mình và cái khả năng chịu đựng của mình. Tức là khi mà bạn hình dung ra gì ạ? Ở xã hội này
ai cũng muốn làm chủ. Và Việt Nam mình thực sự đó là một quốc gia mà cả thế giới đều rất ngưỡng mộ, vì cái tinh thần khởi nghiệp của người Việt mình rất cao. Nhưng cái sự thất bại cũng cực kỳ nhiều, và dường như làm cho người ta lo lắng là không biết rằng mình có khả năng làm chủ được hay không. Và khi bạn nhìn số liệu thống kê, cái số liệu COVID trong mấy năm vừa rồi, đã có hàng vạn doanh nghiệp, từ những cái con số mà từ cái việc là gì, họ tích lũy trong vài chục năm, họ làm tài sản trong nhiều năm, nhưng cuối cùng chỉ có 3 năm điêu đứng cho cả 30 năm nỗ lực. Cả nhà nhìn thấy không ạ? Có rất nhiều người nỗ lực trong vòng 2-30 năm, nhưng cái dịch COVID đã làm cho họ phải nhảy lầu, nhảy sông Sài Gòn, và họ đã làm thay đổi, tức là gì? Họ luôn lo lắng. Vì chúng ta cũng đang lo lắng là nếu chúng ta bước ra ngoài làm kinh doanh, tiền chúng ta tích lũy trong vòng 2-30 năm qua, biết đâu cái con COVID-20 nó lại ra đời, thì chúng ta lại bắt đầu tiếp tục tưởng tượng tới cái cảnh này, thì gần như rất nhiều người không dám làm chủ, đúng không cả nhà? Họ không dám làm chủ, nhưng mà họ không biết được rằng là gì ạ? Nguy cơ lớn nhất là không nhìn thấy nguy cơ. Và bây giờ COVID đã làm cho nhiều người nhìn thấy nguy cơ. Nếu không có con COVID thì rất nhiều người, rất ít người hiểu được cái câu nói này. Rất nhiều người cứ nghĩ rằng cuộc sống đang đảm bảo, đang có một cái nguồn tài chính tốt, nhưng mà họ không biết rằng biến cố nó sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Nên bác thực sự vô cùng thích cái câu nói này. Đó là lúc chúng ta cảm thấy an toàn cũng chính là lúc chúng ta đang thấy là gì? Nguy cơ nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Vậy thì chúng ta đang đi tìm kiếm một cơ hội nào? Một cơ hội nào để có thể giúp chúng ta thay đổi được cái cuộc đời và hạn chế được những cái rủi ro và có thể thực hiện được những ước mơ của mình đây? Ước mơ thì ai cũng có, nhưng quan trọng là cơ hội có hay không. Và hôm nay muốn nói mọi người một cái cơ hội có tên là Amway. Nơi cuộc sống, tại sao cái slogan của Amway đó là nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn? Đây là câu nói của nhà đồng sáng lập Amway muốn dành tặng cho tất cả mọi người. Nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Và câu này có rất nhiều những ý nghĩa. Nhưng mà đồng thời là gì ạ? Khi nói đến Amway thì chúng ta phải hình dung là gì ạ? Chúng ta cần phải đặt câu hỏi, Amway có phải là sự lựa chọn tốt nhất của mình hay không? Và bà vô cùng cảm ơn COVID. Và nếu không có COVID xảy ra thì đôi khi là gì? Cái niềm tin của mình á, nó cũng chưa gọi là quá đủ lớn mà khi có COVID xảy ra. Tại vì trước thời COVID thì mình cũng có rất nhiều nguồn thu nhập thụ động từ phía ở nguồn thu nhập khác. Nhưng bên cạnh đó, khi COVID xảy ra thì bà mới khẳng định được, chứng minh được rằng cái sự đảm bảo và cái xu hướng của ngành này nó là rất đúng xu thế. Vậy thì cái khổ là gì ạ? Là hơn 15 năm qua nhiều người đều có một cái cửa miệng là Amway họ biết rồi. Ở đây ai là những người đã biết đã không biết Amway, có thể nhắn số 0 à? Có ai không biết Amway không? Và gần như 15 năm qua, nếu nói về người biết Amway thì chắc lẽ là gì ạ? 90, 95, 99% chỉ có những người một trên núi mới xuống, hay là ở chổng mới ra thôi. Đúng không ạ? Ở chổng mới ra, trên mới xuống thì mới không biết Amway thôi. Nhưng cái góc nhìn là gì? Biết chỉ là biết mà thôi. Chúng ta hình dung là gì? Chúng ta đang nhìn thấy cái việc mà chúng ta biết giống như nhìn thấy cái tảng băng nổi ở phía trên này. Nhưng bao nhiêu người có thể nhìn thấy được cái tảng băng chìm ở phía bên dưới đây? 15 năm qua người ta nhìn được cái chiều nổi, vì người ta nhìn thấy có rất nhiều người làm rồi bỏ và thất bại. Nhưng họ không hiểu được rằng, nghĩ rằng Amway nó không có thật, Amway không có giá trị, và Amway không có những cái gì đó mà chúng ta có thể cần nó. Và nhiều người đã dành 5-10 năm làm Amway và cuối cùng họ cũng từ bỏ. Và chúng ta nhìn vào những con người đó thì chúng ta lại bắt đầu suy nghĩ rằng chắc có lẽ là mình cũng không phù hợp đâu. Và điều đó đồng nghĩa việc chúng ta đang bỏ qua một cái cơ hội. Chúng ta đang bỏ qua một cái cơ hội đối với cuộc đời chúng ta. Cho nên báo nói gì là gì? Giữa cái việc biết và hiểu là hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như cái chị nhìn nè, cái tầng ở phía dưới nè. Tôi tưởng tôi biết, nhưng thực ra tôi không biết là tôi không biết. Tức là rất nhiều người cứ nghĩ rằng mình biết, nhưng thực ra mình không biết là mình không biết. Nhưng khi bạn đi học rồi á, thì bạn mới biết là mình bạn không biết. Nhưng chưa đi học thì chúng ta lại nghĩ là chúng ta biết, đúng không ạ? Chúng ta cứ tưởng chúng ta biết, nhưng mà chúng ta không biết là chúng ta không biết. Khi chúng ta đi tập luyện, khi chúng ta đi học là chúng ta mới biết là chúng ta không biết thôi. Nhưng mà khi chúng ta đi làm á, chúng ta đi làm và chúng ta làm được, chúng ta mới biết là mình biết được tí. Nhưng khi bạn làm giỏi rồi thì tôi không biết, tôi biết. Mọi người có hiểu không ạ? Nghe nó sẽ bị rối, đúng không ạ? Và có rất nhiều những cái điều chúng ta biết nhưng chúng ta lại không biết. Nhưng mà đôi khi chúng ta làm được rồi, chúng ta cũng không biết là chúng ta lại biết nó.
Cho nên mọi vấn đề về kiến thức, về hiểu biết, chúng ta phải thông qua cái việc học tập, đúng không ạ? Chúng ta phải thông qua cái việc học, làm, và làm được nó và dạy được cho người khác, thì lúc đó chúng ta mới gọi là hiểu. Giữa biết và hiểu là hoàn toàn khác nhau. Cho nên chúng ta không nên dùng cái suy nghĩ cũ của mình để đánh giá một cái sự vật, hiện tượng. Cái quan niệm, cái tư duy của một người làm Amway trong 5-10 năm về trước nó hoàn toàn khác biệt so với tư duy của những người làm Amway trong thời điểm bây giờ. Người ta nói tư duy cũ chính là rào cản cho sự phát triển. Mà chúng ta muốn nắm bắt một cái cơ hội và có sự phát triển, chúng ta phải thay đổi cái quan niệm. Cũng giống như cái chị nhìn thấy cái ly nước, đúng không ạ? Cái ly nước này chính là những cái quan niệm, tư duy cũ và những cái kiến thức cũ và những cái góc nhìn cũ của Amway trong 15 năm qua. Họ luôn nhìn vào cái ly nước cũ này, họ đánh giá rằng Amway cũng giống như ly nước đen này. Nhưng nếu bạn muốn hình dung ra là gì, bạn muốn thay đổi, bạn muốn cảm nhận được cái ngọt, và đương nhiên là gì, bất kỳ lĩnh vực gì, thời gian sẽ giúp họ thay đổi. Và bạn muốn cảm nhận được cái độ ngọt, cái độ tinh khiết của Amway trong thời điểm bây giờ, thì việc đơn giản là chúng ta phải rửa cái ly đi thôi. Chúng ta phải thay đổi cái ly khác. Và mỗi thời điểm, sự thay đổi ở Amway nó hoàn toàn khác nhau. Vậy thì để tìm hiểu cái sự nghiệp kinh doanh này, rất nhiều người chỉ biết công ty, biết sản phẩm, biết chế độ, nhưng nhiều người không biết được phương pháp. Nhiều người nghĩ rằng là gì? Công ty thì tốt, sản phẩm thì tốt đấy, làm kinh doanh thì cũng có tiền đấy. Và rất nhiều người nói ngày xưa Amway làm khó kiếm tiền lắm. Và Amway của 10 năm về trước với Amway bây giờ là chế độ hợp tác cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên để chúng ta có thể hiểu được và trả lời được cái cơ hội này, chúng ta có làm được nó hay không, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải xây dựng niềm tin cho chính mình là chúng ta đã biết được những gì và chúng ta đã hiểu được những gì từ cái sự kiện này. Thì bác hay chia sẻ với đối tác của mình là gì? Bạn phải hiểu rõ được về công ty, và bạn phải hiểu, và bạn phải có cảm nhận tiêu dùng ở sản phẩm để bạn có niềm tin. Thì khi bạn có công ty tốt, sản phẩm tốt, và bạn hiểu, bạn hiểu, bạn nghiên cứu xem chế độ trả thưởng của nó có đáng để mình làm hay không, và nó có giá trị hay không. Và đến bây giờ 15 năm thì cái yếu tố 1, 2, 3 gần như là gì ạ? Là cũng không cần phải nói quá nhiều nữa rồi. Và nhiều người bên ngoài theo anh chị là gì? Nhiều người bên ngoài nếu họ có phương pháp để họ thành công thì theo anh chị họ có bỏ không? Câu trả lời đó là không, đúng không ạ? Câu trả lời đó là không. Và đơn giản là gì? Là vì họ không tin rằng họ làm được, cho nên họ mới từ bỏ. Vậy thì hôm nay bác chia sẻ anh chị Amway rất nhanh thôi. Các chị thấy lên Google search, đây là nhà máy Amway ở Mỹ. Với chiều dài gần 3 cây số, cái gì nhìn như một cái khu công nghiệp. Và Amway mình tự hào là công ty số 1 thế giới liên tục trong nhiều năm qua. Amway thành lập từ năm 1959 và phát triển 109 nước rồi, và tự sản xuất 450 sản phẩm. Cái chị muốn tin về Amway hãy lên Google search ngày Zivando và Rick Devos là ai nha. Và hãy search Zivando là ai. Chủ tịch phòng thương mại Hoa Kỳ qua Việt Nam, chủ tịch nước tiếp, thì chúng ta rất yên tâm, chúng ta không phải là công ty lừa đảo nữa rồi. 10 năm về trước ai cũng nói Amway lừa đảo, nhưng bây giờ ít ai nói Amway lừa đảo lắm cả nhà. Amway trên toàn cầu có 750 trung tâm thương mại như thế này, gần 1.000 nhà khoa học và kỹ sư, 75 phòng thí nghiệm, 1.150 bằng phát minh sáng chế độc quyền nói về chất lượng. Và gần như bây giờ họ đều biết chất lượng Amway rất tuyệt vời. Thái Lan, các chị hãy phóng tầm nhìn qua Thái Lan. Thái Lan Amway vào từ năm 87, nó có 83 cái siêu thị. Các chị hãy nhìn cái sơ đồ Amway 15 năm ở Thái Lan nó như thế nào, nó rất giống Việt Nam. Và sau 36 năm ở Thái Lan thì nó sẽ như thế nào? Và đó chính là tầm nhìn của Việt Nam. 15 năm đầu là 15 năm khai phá thị trường, là 15 năm hình thành mà thôi. Và 15 năm tiếp theo mới là 15 năm khẳng định được vị trí và đẳng cấp. Và những quốc gia mà Amway vào ngoài 30 đến 40 năm thì chưa có nước nào mà Amway không phát triển. Malaysia cũng vậy, vào từ năm 76. Hàn Quốc vào từ năm 91. Và rất nhiều những quốc gia vào ngoài 20-30 năm. Nhật Bản vào đến bây giờ là 44 năm rồi. 44 năm 8 gia đình ở Nhật có một gia đình dùng Amway. Và nếu bạn phóng ra cái tầm nhìn quốc gia Nhật Bản, chính là quốc gia mình rất thích. Vì người Nhật cực kỳ khó tính, nhưng mà Amway đã thuyết phục được người Nhật rồi thì người Việt chúng ta sẽ không ngoại lệ. Và ở Việt Nam sau 15 năm Amway đã có hàng trăm điểm giao hàng và rất nhiều những cửa hàng. Nên đến bây giờ nói về thực lực Amway thì gần như là gì? Người ta đều biết Amway rất ok. Đây là trung tâm thương mại ở Cần Hồ Chí Minh, Cần Thơ, đúng không ạ? Hà Nội. Nói về sản phẩm thì chúng ta ở Việt Nam rất nhiều người cứ hình dung ra Amway bán kem đánh răng, bán nước rửa chén. Bao nhiêu năm qua ai nói về Amway đều nói bán kem răng, bán nước rửa chén. Nhưng họ không biết được rằng Amway có từ gần 7.000 sản phẩm lận. Đây chính là tầm nhìn, đúng không ạ? Đây chính là tầm nhìn. Có bao nhiêu anh chị tin rằng
sau này chúng ta đang làm đại diện phân phối cho hàng ngàn sản phẩm này. Vì thì ở Việt Nam đến thời điểm bây giờ, sau quá trình nước tăng lực chưa về, máy lọc nước chưa về, ở Việt Nam sau quá trình 15 năm Amway đã có hơn 200 sản phẩm. Đầu tiên chăm sóc gia dụng, nước rửa chén, nước giặt đồ thì gần như ai cũng biết cái này, bác không nói nhiều đúng không ạ? Công nghệ sinh học, dùng chăm sóc cá nhân, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, chăm sóc từ răng đến tóc hoàn toàn tự nhiên, cái này gần như rất nhiều người đều biết rồi. Mỹ phẩm chúng ta cũng vậy. Bây giờ người ta xem báo đài TV đều biết là gì, thương hiệu Artistry. Cả nhà hình dung là gì? Hoa hậu thế giới tổ chức ở Việt Nam, hoa hậu dùng thì chúng ta có yên tâm không ạ? Rất nhiều người lo lắng rằng da mình rất dễ bị nhạy cảm, bị dị ứng, bị như thế này như thế kia. Bạn hình dung là hoa hậu không sợ hơn à? Hoa hậu phải sợ hơn chúng ta chứ ạ. Nhưng mà các cuộc thi hoa hậu và các ngôi sao bây giờ họ đều dùng Artistry, mỹ phẩm cao cấp của mình. Và mỹ phẩm Amway là chính xác gọi là thuần chai cả nhà nha, thuần chai. Và ai chưa trải nghiệm thì có cơ hội hãy trải nghiệm, đúng không ạ? Dùng dinh dưỡng cũng vậy. Nutrilite đâu đơn giản là tự hào là sản phẩm bán chạy số 1 thế giới. Phải có căn cứ, phải có số liệu, phải có chứng minh. Nên những thông tin này các chị có thể tìm hiểu trên thông tin phường tiên đại, tức là thông tin đại chúng đều có cả nhà nhà nha. Bác cũng sẽ không nói nhiều về dinh dưỡng của Amway. Về cái thiết bị nhà bếp, các chị hình dung là ở Việt Nam mới có cái nồi nhỏ thôi, còn nguyên cả cái bộ nồi, còn bếp từ, còn dao thớt. Thiết bị nhà bếp Amway chưa về được, mới về có 1% thôi. Còn rất nhiều những sản phẩm thiết bị nhà bếp khác. Máy lọc không khí cũng vậy. Chúng ta hình dung là gì ạ? Rất ít người tưởng tượng rằng tại sao mình phải dùng máy lọc không khí. Bây giờ cái gì thấy là Việt Nam chúng ta chuẩn bị 3 năm nữa thôi, 5 năm nữa thôi, sẽ trở thành quốc gia trung tâm kho xưởng của thế giới. Từ Trung Quốc sẽ chuyển qua toàn bộ ở Việt Nam. Và mức độ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm ở Việt Nam trong vòng 5 năm nữa thôi, bạn sẽ hình dung ra bạn không dùng, bạn cũng phải dùng. Vì chúng ta không có sự lựa chọn, chúng ta phải dùng máy lọc không khí. Và mình tự hào Atmosphere là máy lọc số 1 thế giới. Tại sao nói số 1? Thì hôm nào bạn gặp người bạn của bạn chia sẻ cho bạn về thông tin máy lọc không khí một cách kỹ hơn nha. Vậy thì đó là những cái cơ bản mà gần như ở Việt Nam bây giờ cũng có ít nhiều người biết thiết bị nhà bếp nè, biết ít biết máy lọc không khí nè, chỉ biết kem răng, nước rửa chén thôi. Và bạn muốn biết được 200 sản phẩm thì bạn hãy gặp người bạn của bạn chia sẻ. Vậy thì hôm nay bác sẽ chia sẻ về kinh doanh Amway. Bạn hình dung là gì? Bạn làm gì bạn cũng là người tiêu dùng, nhưng bình thường bạn không bao giờ vào nhà máy mua được, mà nhà máy nó phân phối theo cái kinh như thế này. Nó phân phối theo tổng đại lý bán buôn và bán lẻ, và cuối cùng nó là đưa đến tay của bạn. Và bạn mua giá ở bán lẻ 100.000 thì giá gốc nó khoảng 30-50% mà thôi. Cái khoảng trung gian này khoảng 50-70%, bạn muốn hay không muốn bạn cũng phải trả 100%. Cho nên cái khâu này nó xuất hiện một cái hàng giả, cho nên những cái tập đoàn lớn như là Amway là tiên phong trong lĩnh vực bán hàng trực tiếp, là bắt đầu Amway đầu tư nhà máy Việt Nam, xây dựng cửa hàng siêu thị và cho người tiêu dùng đến trực tiếp mua. Và Amway muốn thông qua người tiêu dùng quảng cáo cho người tiêu dùng, và người ta đã khẳng định được rằng quảng cáo truyền miệng lợi hại gấp 2-5 lần so với quảng cáo ở trên báo đài TV. Bạn hình dung ra bây giờ là gì? Cái dạng review những cái KLC, những người tiêu dùng dùng tốt họ lại chia sẻ thông qua những video ngắn, thì nó lại có cái sức hút hơn, đúng không ạ? Nên quảng cáo truyền miệng giữa người với người nó hiệu quả rất nhiều so với những cái phương tiện truyền thông báo chí viết bài. Và chúng ta lại được phép hợp tác và xây dựng ra một cái mạng lưới người tiêu dùng. Vậy thì hôm nay bác sẽ nói rất nhanh về cái điều này. Bác nói rất nhanh về kinh doanh Amway. Chúng ta hãy nhớ rằng chúng ta hợp tác với Amway thì chúng ta Amway đầu tư tất cả mọi thứ. Chúng ta không cần phải ký quỹ mua hàng, kinh nghiệm, ràng buộc, không bất cứ điều gì. Bạn cứ hình dung ra là gì? Bạn dùng tốt, bạn chia sẻ cho 10 người. 10 người đó lại chia sẻ cho 10 người nữa. Và nó ra một cái hệ thống 3, 4 đời, 5, 6 đời đó. Nó khoảng 10, 20 ngàn, cả 100 ngàn con người. Chỉ cần tất cả những con người này họ còn tiêu dùng ở Amway, thì họ có tiêu dùng thì bạn có thu nhập. Và cả nhà hình dung kinh doanh này chúng ta đang là tích lũy cả nhà nha. Chúng ta cứ tích lũy từ từ và tích lũy không bao giờ mất. Và những người tiêu dùng này họ đã tiêu dùng Amway rồi, và tốt thì theo anh chị họ có dùng nữa không? Chắc chắn là họ sẽ dùng nữa. Và chỉ cần họ còn dùng, họ lại kết nối với những người khác, thì nó ra một cái hệ thống cho bạn. Cho dù bạn không muốn thành công cũng không được. Không muốn thành công cũng không được. Mình nếu ví dụ bạn xây dựng được 10.000 người, mỗi người tiêu dùng 1 triệu, doanh số bạn là 10 tỷ. Công ty trả tiền không dựa trên cái việc bạn lôi kéo bao nhiêu người hay là giới thiệu bảo trợ bao nhiêu người, mà dựa trên cái việc là gì? Tất cả những khách hàng đó họ tiêu dùng ổn định được bao nhiêu. Cho nên chúng ta hình dung là gì? Amway có hơn 15 loại hoa hồng và tiền thưởng. Hôm nay không có thời gian, bác chỉ ví dụ anh chị một vài loại thôi. Và cái chị hình dung ra gì? Cái việc đầu tiên, cái giá trị đầu tiên báo nói gì là đây là sự nghiệp chúng ta làm chủ.
Đầu tiên các chị không cần phải hiểu tất cả những loại hoa hồng này. Hôm nay các chị muốn hiểu sâu, các chị hãy gặp người bạn các chị. Bà muốn nói nhanh về cái điều là gì? Điều đầu tiên là chúng ta không dùng Amway, chúng ta cũng dùng bên ngoài, đúng không ạ? Nếu chúng ta trước khi bắt đầu kinh doanh, chúng ta hãy thay đổi một việc, đó là thay đổi tiêu dùng. Dùng thử xem Amway tốt không, tốt thì kinh doanh. Dùng một món, hai món, ba món, năm món, dùng bao nhiêu đó là quyền các chị, vì các chị là ông chủ mà. Và ví dụ các chị dùng tốt 1 triệu thôi, các chị thấy tốt thì theo các chị xung quanh chị có 20 khách hàng không? Chắc chắn là có. Bây giờ online, offline đều có sẵn rồi. Bạn có thể bán on hay bán off, bán online hay offline, mọi thứ chỉ cần bạn chăm sóc được 20 khách hàng ổn định thì họ còn dùng Amway. Thì tính các loại hoa hồng lại thì bạn có khoảng 2 triệu một tháng. Có thể những tiền hoa hồng thành tích, tiền khách hàng bạn không cần phải hình dung ra. Mình muốn mà làm bài toán cho bạn hình dung là gì? Nếu bạn chia sẻ và chăm sóc được khoảng 10-20 khách hàng thì có lẽ là gì, cả đời này bạn không cần phải tốn tiền chi tiêu nữa, bạn còn có thêm thu nhập. Nếu khách hàng không phải dùng 1 triệu, họ dùng nhiều hơn thì tiền của bạn nhiều hơn. Nó theo cái bảng thành tích từ 3% tới 21%. Vậy thì cái việc bạn hình dung là gì? Chúng ta dùng và kiếm được tiền. Thì theo bạn là gì? Xung quanh bạn có bao nhiêu người họ cũng muốn dùng miễn phí và kiếm thu nhập đây? Và thời điểm Covid đang là thời điểm rất nhiều người đang đi tìm kiếm cơ hội để làm chủ. Vậy thì nếu chúng ta có một cơ hội để làm kinh doanh mà không cần phải đầu tư vốn quá nhiều từ cái việc thay đổi tiêu dùng, họ có thể gia tăng thêm thu nhập một ít, và sau đó chúng ta có thể tìm ra được 4 người cùng làm với mình, mỗi một người cũng chăm sóc 10-20 khách hàng, thì lúc này cả nhóm của bạn đã cùng nhau tạo ra doanh số được khoảng 100 triệu. Thì bạn được 12%. Sau khi trừ tiền cho người A, người B, người C, người D, trừ hết thu nhập của bạn, còn lại của bạn khoảng 8 triệu. Thì các chị không cần phải hình dung ra tổng tiền, các chị tính, các chị hay gặp người bạn, các chị không nói một cái nguyên lý thôi. Nếu bạn hình dung ra bạn chính là một cái cửa hàng, bạn kiếm được 2 triệu, thì khi bạn mở được 4 cái cửa hàng nữa cùng làm với bạn, họ cũng kiếm được 2 triệu thì thu nhập của bạn gấp 4 lần là chuyện bình thường. Vậy thì nếu bạn kiếm được 8 triệu thì đây chính là sự nghiệp giúp người. Bạn giúp cho người A cũng kiếm được 8 triệu giống như bạn, cũng mở rộng được hệ thống 4 cửa hàng nữa giống như bạn đi. Thì sau quá trình tính toán tổng thu nhập thành tích của bạn là 21%, trừ hết cho tất cả những người dưới bạn, còn lại của bạn là khoảng 50 triệu. Vậy thì bạn hình dung là gì? Có các cái sự nghiệp kinh doanh gì từ một cái cửa hàng nhỏ của mình? Mình tích lũy, giả sử mình tích lũy 1 năm mình mở được 1 năm mở ra 1 cửa hàng là A thôi. 2 năm, 3 năm, 4 năm, ví dụ đi. Ví dụ sau 4 năm bạn xây dựng được một cái nhóm như thế này và thu nhập của bạn ổn định là 50 triệu thì theo bạn nó có đáng hay không? Nó rất đáng, đúng không ạ? Và bạn hình dung ra gì ạ? 420 khách hàng này họ có còn đánh răng không? Họ còn rửa chén hay không? Họ còn sống thì bạn vẫn còn ổn định cái 50 triệu này. Vậy thì cái khổ là gì ạ? Là bạn kiếm được 50 triệu này, 54 triệu này thì cái người A, người B, người C, người D họ có muốn kiếm 50 triệu giống bạn không? Chắc chắn rằng là có. Vì đó là sự nghiệp giúp người. Bạn có cuộc sống như thế nào thì bạn hãy giúp. Ví dụ, bạn giúp cho người A, người B, người C, người D họ cũng lên 21% giống như bạn. Họ cũng kiếm được khoảng 50 triệu giống như bạn. Thì lúc này bạn sẽ được cái gì? Cứ giúp được một người lên 21% tương đương với việc bạn có một căn nhà cho thuê. Công ty sẽ lấy 6% nhân với doanh số của cái thị trường của người A đổ xuống. Giống như bạn tưởng tượng, bạn người A như là một đứa con của mình, không biết gì, mình chia sẻ và mình giúp đỡ lên 21%, thì đứa con đó 21 tuổi nó tự đi kiếm tiền được rồi. Thì mỗi một tháng bạn có cái thị trường từ cái người A ra thì khoảng 20 triệu. Bà hay xem là như một căn nhà. Bạn muốn xây căn nhà ở Hồ Chí Minh cho thuê 20-25 triệu thì căn nhà này phải ít nhất cả triệu đô là. Vậy thì bạn hình dung là gì ạ? Nếu chúng ta giúp được cho một người mà họ thay đổi được cuộc đời, đồng nghĩa việc là chúng ta không phải cho cái cần câu, cho con cá, mà chúng ta cho cái cần câu, giải cách câu và chỉ nơi câu, và chúng ta cùng nhau đi chỉ nhiều người cùng câu cá, thì lúc đó chúng ta sẽ ra một cái hệ thống đảm bảo và toàn bộ cái người A, người B, người C này họ kiếm được 50 triệu rồi, theo anh chị họ có bỏ không? Họ sẽ không bỏ. Và sự nghiệp kinh doanh này nó không giới hạn cho cái việc là bạn xây dựng ra bao nhiêu người, bạn muốn giúp cho N người cũng được. Cho nên thu nhập Amway là không có giới hạn. Và rất nhiều người nghe cái bài toán về thu nhập này thì họ cảm thấy là gì ạ? Ngành kinh doanh mình kiếm sao nghe nó tiền tỷ đơn giản vậy. Đương nhiên là gì ạ? Đây là cái quá trình tích lũy. Nói Amway rất đơn giản nhưng nó không dễ dàng. Vì sao nó không dễ dàng? Vì không phải gặp ai họ cũng gật đầu, đúng không ạ? Tại sao Amway chỉ giúp cho bạn giúp tìm được 6 người thì bạn là diamond rồi. Thu nhập khoảng hàng trăm triệu. Vậy thì bạn giúp cho khoảng 10-20 người. Mà nói ví dụ bây giờ chỉ có 14 người thôi. Nếu doanh nghiệp của bạn có 20 người thu nhập khoảng 50 triệu, tương đương với khoảng 1 tỷ, bạn
bạn trả tiền lương 1 tỷ đồng thì thu nhập của bạn được 1 tỷ không ạ? Chắc chắn là sẽ được. Cho nên cái việc là chúng ta hình dung chúng ta như một cái doanh nghiệp và chúng ta muốn mở ra bao nhiêu thị trường đó là tùy. Và cái giá trị này cũng là giá trị rất nhiều người làm quay. Rất nhiều người cứ bảo rằng bạn người A lôi người B vào để người B làm cho người A và người B lôi bạn vào để làm cho bạn. Nhưng không phải, Amway rất công bằng. Bạn vào sau, bạn xây dựng được 6 thị trường thì bạn là Diamond. Còn người B vào trước xây dựng được có 3 thị trường chỉ là Emerald thôi. Thu nhập bằng một nửa của bạn và người A chỉ bằng một phần gốc nhỏ của bạn mà thôi. Cho nên ở đây không quan trọng là bạn ở đâu, bạn đến vào lúc nào, mà quan trọng là bạn làm nhiều hay làm ít. Và giá trị cuối cùng đó là giá trị mà bạn rất thích, đó chính là đảm bảo. Nếu bình thường ở đây ai đang đi làm sale thì hãy nhớ điều này. Chúng ta đi làm sale, chúng ta đang đi trồng cây trên đất người ta. Khi chúng ta nghỉ rồi thì cây này là của người khác, của công ty. Toàn bộ khách hàng chúng ta xây dựng ra là doanh nghiệp đó quản lý. Nhưng hãy nhớ, Amway là xây dựng cho chính mình. Chúng ta xây dựng thị trường trên cả nước này, chúng ta nghĩ thì đó là của chúng ta. Và chúng ta lại để cho con cái của mình. Và hãy nhớ, làm Amway chính là trồng cây trên đất của chính chúng ta, trồng cây lâu năm trên đất của mình. Và khi chúng ta không làm nữa thì cây lâu năm nó vẫn là của con mình và cháu mình ở thế hệ tiếp theo. Quan trọng là bạn khai quang bao nhiêu đất là do bạn quyết định, đúng không ạ? Cho nên bạn hãy hình dung ra ngày FC, người Nhật, ông Eric này bảo trợ một người bạn tên là Midori, nhưng ông này chưa làm. Sau 10 tháng thấy ông Midori kiếm nhiều tiền quá thì ông này mới bắt đầu làm. Ông làm thì sau 30 tháng hai ông cùng nhau xây dựng ra một cái đế chế khách hàng và đối tác cực kỳ lớn. Và bạn hãy tưởng tượng đây là tương lai của bạn. Một mình bạn thôi, nhưng mà sau quá trình 5 năm, 10 năm, 20 năm nó ra được cái thị trường như thế này thì theo bạn có đáng không ạ? Rất đáng đúng không ạ? Nó rất đáng. Bạn hãy tưởng tượng cùng người người đều dùng mà tiền nó tự chảy về túi của bạn. Đây chính là giá trị. Và bạn hãy hình dung Amway trên cả nước sẽ có rất nhiều những cái hệ thống cửa hàng. Và người người nhà nhà đều dùng, bạn sẽ đặt câu hỏi tiền ở đâu mà đến nhiều dữ vậy, tiền ở đâu mà đến hoài như vậy. Và đó chính là cái việc là gì? Bạn phải đi khai phá, bạn mới được cái điều này đúng không ạ? Bạn có một cái dòng tiền nó tự đến, bạn thích tiền tự đến nhà mình hay là mình tự đi tìm tiền? Và rất chắc chắn rằng ai cũng thích điều này. Bạn hình dung là những người xung quanh của bạn họ không đến Amway mua, họ cũng mua bên ngoài. Và nếu Amway sản phẩm tốt, sản phẩm xanh sạch thì tội gì chúng ta không đi kết nối đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái dòng tiền nó bền vĩ, và cho dù khủng hoảng kinh tế dịch Covid xảy ra thì người còn sống là còn tiêu dùng và chúng ta còn thu nhập. Và 3 năm Covid đã làm cho rất nhiều người, đã giúp cho rất nhiều người làm Amway thay đổi được cuộc đời. Thông qua 3 năm Covid mà lại sự nghiệp lại phát triển. Sự nghiệp lại phát triển. Cho nên cái mà chúng ta hình dung ra là gì? Cái việc mà chúng ta, đó chính là chúng ta cần phải thay đổi. Cái giá trị của sự thay đổi, tức là bạn hình dung là gì? Bây giờ chúng ta đang là một người đang đi làm thuê, hoặc là một con người đang đi làm một lĩnh vực nào đó, và chúng ta cũng quen với cái thói quen đó. Vậy thì nếu có một cái cơ hội, cái khó ở Amway đó chính là sự thay đổi. Và sự thay đổi, một con người để có một sự thay đổi, và thay đổi không phải một sớm một chiều, mà nó thay đổi là một quá trình đúng không ạ? Là một quá trình cả nhà nha. Một quá trình. Bạn hình dung ra gì? Cái con người hiện tại của chúng ta bây giờ, đó chính là cái quá trình thay đổi trong nhiều năm qua đúng không ạ? Không ai thay đổi được ngay lập tức. Và báo chia sẻ gì? Đây là cái tấm hình sau 20 năm. Hôm nay bác nhìn lại rất giật mình, đúng tròn 20 năm. 2003 là vừa tốt nghiệp ra nè, học rớt năm đại học thứ nhất. Cái gì thế không ạ? Cái chiếc quay đó là chiếc đầu tiên ngày xưa, là dùng cái chiếc xe này mới chạy lên Đà Lạt nè. Lúc bắt đầu lên Sài Gòn, thấy không? Chị mình đi học bằng xe đạp. Và sau quá trình nhìn lại 20 năm rồi. 20 năm rồi. Thì cái chị nghĩ tưởng tượng là 20 năm sự thay đổi, chắc chắn rằng phải thay đổi đúng không ạ? Phải thay đổi từ toàn bộ. Và báo chia sẻ chị cái quá trình bác làm quay trong thời gian đầu nè. Ít ai thấy được cái điều này, đúng không ạ? Ngày xưa mình nhí nha, nhí nhô, nhí nhốt đúng không ạ? Lúc này là mới bắt đầu đi học và bắt đầu đi làm. Cái người tiến trên của bá là cái người cao ở phía con chuột đấy, anh chị thấy không ạ? Con chuột đây. Đây là anh này nè, anh này ngày xưa là rất giỏi. Rất giỏi, nhưng mà làm quay được mới mấy tháng là mất tiêu rồi. Đúng không ạ? Đây, quá trình lần đầu tiên bá làm MC với một cô gái bé này tên gì quên mất rồi. Nhưng mà sau đó là gì ạ? Bé này bây giờ cũng không còn làm nữa, đúng không ạ? Và đây, tấm hình lần đầu tiên mình bắt đầu thay đổi. Và ngày xưa mình cầm cái giỏ này nè cả nhà. Mình cầm cái giỏ này đi minh họa demo, người ta cứ nghĩ rằng là mình đang đi là gì ạ? Không biết thằng này có phải là con trai hay không. Mà nhớ ngày xưa mới bắt đầu làm quay là phải đeo cà ravat đó. Đi ra ngoài đường là đeo cà ravat demo minh họa nhìn tức cười lắm. Đúng không ạ?
đi đâu làm cũng phải là gì như thế này, và xách cái túi này giống như ta nói là giống như dân đi thiết heo vậy đó ở miền Tây á, hay là đi làm make up, đi trang điểm vậy đó. Đây là quá trình đầu tiên bác về An Giang, thị trường đầu tiên đó là về An Giang là mình chia sẻ, và đây là cái quá trình đi nước ngoài để đi tìm hiểu Amway, đúng không ạ? Mình với cùng với những người chị trong gia đình của mình bắt đầu là gì, tập tành đi, và mình cũng dẫn mẹ mình đi đại học thành công à, và lúc này là chưa có gia đình, đúng không ạ? Và lúc này bà xã mình cũng là tiếng dưới của mình à, đây đây là quá trình bà xã là tiếng dưới, và sau đó mình lên Latinum thì mình bắt đầu cưới lập gia đình, đúng không ạ? Lập gia đình. Và đây là quá trình là gì, sau quá trình thay đổi từ quá trình một người dân kỹ thuật không biết gì bắt đầu tập tành làm MC, và đây là một cái sự kiện vinh danh làm MC ở sân khấu 5.000 con người, đúng không ạ? Cùng với tiến sĩ kinh tế trẻ nhất Việt Nam, đó là chị tiến sĩ Bùi Thị Nhung à, tiến sĩ Bùi Thị Nhung. Và đây là quá trình mình bây giờ hiện tại đã có 3 đứa rồi, đây là 2 đứa nhóc của mình, đúng không ạ? Quá trình thay đổi ở đại học thành công. Và đây là tấm hình đại gia đình của mình, đại gia đình của mình từ già trẻ lớn bé đều có, đúng không ạ? Đấy à, à, trước giờ bác chưa chia sẻ điều này đâu, đúng không ạ? Và đây là quá trình bác dẫn mẹ bá và mọi người cùng đi đại học thành công à, cùng đi đại học thành công. Và đây là những cái kết quả, vấn đề là gì, cũng được lên tạp chí. Và đây là những kết quả trong quá trình mà chúng ta hình dung là gì, chúng ta đi du lịch lần đầu tiên, đó là đi du lịch ở Vinpearl Đà Nẵng năm 2013. À, đây là chuyến du lịch 5 sao cộng, vì cái khu du lịch này nó gần đạt chuẩn 5 sao, gần 6 sao nhưng mà 5 sao cộng. Và thực sự lần đầu tiên trong cuộc đời á, à, mới được biết đi khách sạn 5 sao nó là cái gì. Cũng không nghĩ ra với người à, chị ruột của bá, với anh rể của bá cùng chuyến đi du lịch ở Nhật Bản à, đi trải nghiệm Nhật Bản. Và thực sự đi Nhật Bản thì lúc đó mới cảm nhận được à, Nhật Bản nó là quốc gia phát triển như thế nào. Ta nói gì, đi mới mở rộng được tầm nhìn. Và cái hay nhất của đi sao và lại được tiền, đúng không ạ? Được tiền và đi gần như là ông quay lo tất cả, và chúng ta chỉ việc đi thưởng thức. Và bác rất ngưỡng mộ hai bác này. Hai bác này là hai mẹ bác của ba mẹ của chị Thanh Châu à, và 5 năm liên tục chị Thanh Châu báo hiếu cho cha mẹ duy nhất, vì đó là gì ạ? Đó là làm cho cha mẹ được Amway mời đi du lịch. Và cả nhà hình dung là gì ạ? Chúng ta cho tiền ba mẹ mình đi du lịch nhưng chưa chắc ba mẹ không đi, nhưng mà Amway mời ba mẹ à, đi là chắc chắn rằng người, ba mẹ sẽ đi, đúng không ạ? Ba mẹ sẽ... Đây là quá trình thấy không? Amway Plaza Nhật Bản. Amway Plaza Nhật Bản ở Nhật Bản 40 mấy năm rồi, qua đây mới mở rộng được tầm nhìn Amway Plaza là như thế nào à, hàng đầy đủ, trang điểm thì hoàn toàn vào miễn phí, cứ tha mà tho mà chét, đúng không? Đây, đây. Hình như là mic nó còn nghe tiếng không cả nha. Alo, 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 mới mic thấy mắc, tắt mic còn nghe đúng không cả nhà? Ok, à, ba sẽ nói nhanh về cái quá trình không ạ? Đây là ăn cơm cơm lương nè, món này ăn là không bao giờ quên được. Đi với Amway á, là chiếc tàu Shinkansen, là tàu siêu cao tốc, ngồi thì không biết nó đang chạy đâu. 200 mấy đến 300 km trên giờ ngồi yên. Có thể quay. 360... vừa rồi đó là đi Sydney. Và đi Sydney mới bước ra sân bay là đã được Amway, nếu đi một vợ chồng á, đi một người á thì cho được có khoảng 5-6 triệu gì đó, đi hai người cho gấp đôi. Nên cả nhà có đi du lịch nhớ đi làm đi hai người nha, để được gấp đôi tiền, đúng không ạ? Và sau khi đi qua Úc lần đầu tiên là gì, Amway cho lên cái tòa tháp tầng thứ 81 để ăn trên nhà hàng xoay, quan sát được toàn bộ thành phố Sydney à, đang ngồi với tổng giám đốc anh Quỳnh. Bước vô khách sạn là được tặng tiền, được tặng mấy trăm đô đó, đúng không ạ? Và tặng bộ mỹ phẩm son à, đầy đủ, đúng không ạ? Và qua tham quan cái Amway siêu thị ở tại Hàn Quốc, ở lộn tại Úc, 50 năm rồi cả nhà nha. Amway vào Úc đã hơn 50 năm rồi. À, Việt Nam mới có 15 năm, nó không là gì. Cả nhà hình dung là gì ạ? À, đây là đi tham quan cái trường đại học của Sydney. Trường đại học rất cổ cả nhà thấy không ạ? À, và trường đại học này một năm thì tốn khoảng 1 tỷ cho quá trình đi du học. Cảng của Sydney nhìn được thành phố, và đây là cái cầu cảng lâu đời nhất ở tại Sydney và rất nổi. Quá trình Amway cho tất cả nhà phân phối vào đây hái, bác nhớ hái là khoảng 10 tấn táo này nè. Duy nhất cái đoàn Amway Việt Nam là gọi là vét sạch cái vườn táo của bên Úc luôn, đúng không ạ? À, táo cực kỳ sạch cả nhà nha, táo sạch ăn trực tiếp luôn, ăn trực tiếp luôn. À, và đi tham quan sở thú ở tham dự hội nghị cấp cao, và đặc biệt đó là đi chuyến du lịch du thuyền 5 sao, tức là
cuối cùng trước khi về thì Amway lại cho lên chuyến gala dinner trên du thuyền 5 sao, bao toàn bộ cái chiếc này dành cho nhà hàng phố Amway thôi. Và thực sự đi du lịch Amway mới thấy được cái cuộc sống này nó có quá nhiều những cái điều mà chúng ta ngỡ ngàng, và chúng ta nghĩ rằng cuộc đời không bao giờ chúng ta lại có thể đạt được những ước mơ này. Và các chị biết cái người đang hát là ai không ạ? Đấy chính là ca sĩ Bằng Kiều. Đây, Bằng Kiều đây cả nhà. Mình hơi ngỡ ngàng khi được là gì? Được chụp hình với Bằng Kiều và nghe Bằng Kiều, cuộc đời chưa bao giờ gặp Bằng Kiều, chưa bao giờ đi xem hát luôn. Đúng không ạ? Và đây là Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu cuộc thi Hoa hậu vừa rồi đấy, năm trước đó cả nhà, Hoa hậu thế giới Mai Phương đó. Mình đứng với Hoa hậu mình hơi bị nhục tí, lùn quá. Đúng không ạ? À, và trong buổi tối thì Amway lại bắn pháo bông. À, bắn pháo bông trên sông Sydney dành cho tất cả nhà phân phối, và thực sự đi du lịch Amway rất tuyệt vời. Nên nếu ai mà đang có cảm giác, và trước khi đi về á, Amway dành tặng cho mỗi nhà phân phối một này chắc 2 kg cherry á, đúng không ạ? Để cái thùng trong phòng mà hết hồn, biết vậy thì đâu đi hái táo làm gì. Đúng không ạ? À, rồi đi về thì Amway lại cho mỗi nhà phân phối một tấm ảnh ở tại sân bay tại Việt Nam. Và ngày 27 tháng 9 này mình chuẩn bị trên một cái chuyến du lịch tiếp theo. Đó là iOS New Zealand, 29 tháng 7, ngay ngày sinh nhật của bà xã luôn. Và tặng sinh nhật bà xã ngay đúng ngày du lịch, đúng không ạ? Đúng ngày du lịch. Và chúng ta hãy cùng nhau tặng một nửa của mình trong những chuyến du lịch. Và chuyến du lịch Tokyo trên du thuyền 5 sao thì mình cũng đã hoàn thành xong rồi. Và dự kiến là sẽ tháng 12. Dự kiến của Amway chưa công bố thôi, nhưng mà mình thường đón cái độ lộ trình du lịch Amway là như thế này. Và cái chuyến du lịch Pháp năm tới này, bấm muốn gửi anh chị một cái thông điệp của tất cả anh chị ở trong phòng Zoom này. Nếu 64 anh chị em ở trong phòng Zoom này và chúng ta vẫn còn ước mơ, chúng ta vẫn còn khát khao, chúng ta đang muốn thay đổi cuộc đời và muốn tặng cho một nửa của mình hay là ba mẹ mình và những người thân của mình có thể đặt chân đến Pháp. 15 năm ba biết Amway, 12 năm ba biết Amway, ba chưa bao giờ nghĩ nhà phân phối Latinum bình thường có thể được đi Pháp. Chỉ đi châu Á là đi vòng vòng thôi, không bao giờ nghĩ rằng sẽ đặt chân được đến Pháp. Nên những cái giấc mơ, những cái giấc mơ mà tưởng chừng như chúng ta không bao giờ dám mơ, nhưng mà Amway sẽ giúp chúng ta thực hiện được toàn bộ những giấc mơ này cả nhà. Cho nên Amway có thể không phải là công việc lý tưởng, có thể không phải là những cái sự nghiệp, không phải là cái công việc mà chúng ta đang đi ao ước, chúng ta đang thích. Nhưng mà Amway thông qua cái sự nghiệp, thông qua những cái chai nước rửa chén, thông qua cái việc mà chúng ta dụng tâm, chịu thương, chịu khó học tập ngày đêm như thế này, thì nó là một cái công cụ, là một cái công cụ để giúp chúng ta thực hiện được tất cả những hoài bão ước mơ. Và ai cũng thích đi du lịch cả, đúng không ạ? Khi thành công Amway được gọi là thành công toàn diện. Và gần như chúng ta đều được trải nghiệm ở những cái vị trí đẳng cấp. Bạn hãy nhớ là bạn đặt chân qua quốc gia nào thì Amway cho bạn trải nghiệm cái dịch vụ đẳng cấp ở quốc gia đó. Và đó mới là cuộc sống của một người bình thường. Nhưng thông qua Amway thì chúng ta hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn khác biệt. Vì thì cái hay của Amway là Amway có quá nhiều giá trị, nhưng mà để trở thành nhà phân phối thì gần như là không đồng. Gần như là không đồng. Chỉ đơn giản những điều kiện này thì ai cũng có, đúng không ạ? Ai cũng làm được. Cho nên đến với Amway thì rất đơn giản, nhưng nếu đến với Amway mà phải đầu tư 200-300 triệu, 1 tỷ bạc thì nó đỡ quá, đúng không ạ? Thì gần như ai cũng quý đó. Nhưng mà đến thì, cho nên cái việc mà ra đi á, cái việc mà họ từ bỏ cũng rất đơn giản. Tại vì bạn đến nó đâu có mất cái gì đâu, bạn đi bạn cũng đâu có mất cái gì đâu. Cho nên đơn giản việc là gì? Là thành công hay thất bại, nhiều người từ bỏ cũng đơn giản là vì không tìm ra được câu trả lời làm thế nào để thành công. Cho nên báo gửi anh chị một cái thông điệp, gửi chị một cái thông điệp là gì? Thành công là phải có phương pháp. Theo cả nhà, có bao giờ cái sự nghiệp nào mà làm mà không học không ạ? Không bao giờ. Hôm nay mình chia sẻ anh chị là gì? Ước mơ chúng ta đều có, giá trị Amway đều có, kết quả Amway nó không phải là ảo nữa rồi. Nhưng chúng ta hình dung là gì? Chúng ta muốn thành công. Nếu chúng ta muốn thành công, không có con đường nào khác, đó chính là con đường đi học. Và sự nghiệp kinh doanh nào cũng vậy, cũng cần phải có một cái trường đại học, và cũng cần phải có một người thầy giỏi để dẫn. Đây chính là người thầy đã giúp đỡ toàn bộ những hệ thống ở Việt Nam. Và rất nhiều người ở Việt Nam đã thông qua những bài học của thầy, những kinh nghiệm của thầy, thông qua những trình đại hội thành công, họ đã thay đổi được cuộc đời. Cho nên nhiều năm qua mình không có đại hội, nhiều năm trước mình không có đại hội thì mình cũng không biết phải làm như thế nào. Nhưng tin rằng 64 anh chị em trong phòng Zoom này, nếu trong lòng chúng ta có ước mơ, có khát khao, thì bạn hãy cho mình một cái cơ hội đặt chân đến đại hội thành công. Hãy gặp cái người bạn của bạn, làm sao để bạn có thể có được cái thư mời đến đại hội thành công. Và chỉ cần bạn cho mình một cái cơ hội đến đây,
Bạn gặp được những con người thật, việc thật. Gặp những người mà tưởng chừng như là gì ạ? Giống như cô Diamond Nguyễn Thị Giang, 64 tuổi rồi mà cô còn làm được. Còn những người công nhân bình thường như là chị Sen hay là chị Pha, những người tưởng chừng như là cuộc đời không còn cái cơ hội nào cho họ, nhưng mà họ cũng đã thành công. Từ những người kỹ sư, từ những người bác sĩ, từ những người ở nhiều lĩnh vực, nhiều nghề khác nhau, họ thông qua cái môi trường này họ đều có thể thành công. Cho nên trước khi kết thúc cái bài này, mình muốn tặng cho tất cả anh chị câu nói của nhà đồng sáng lập Amway. Đây là cơ hội dành cho tất cả mọi người. Amway xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Cho nên tại sao ngày Jay sáng lập ra Amway cũng chính vì câu nói này. Nếu ai hiểu được câu nói này, đó là Amway dành cho tất cả mọi người. Amway là được xây dựng dựa trên khát khao của những người muốn nắm bắt cơ hội và đạt được ước mơ của mình. Cho nên chủ đề hôm nay đó là đêm mơ ước. Đêm mơ ước dành cho những người có ước mơ. Và những người có ước mơ, những người có khát khao, thì bác tin rằng sự nghiệp kinh doanh này tất cả chúng ta đều sẽ đạt được. Tất cả chúng ta đều sẽ làm được. Cho nên đó là câu nói muốn dành tặng tất cả anh chị. Vậy thì nếu bạn không tự xây dựng ước mơ cho chính mình thì người khác sẽ thuê bạn xây dựng ước mơ cho họ mà thôi. Một là chúng ta tự đi xây dựng ước mơ cho mình, hai là chúng ta đang là công cụ để giúp cho người khác thực hiện ước mơ. Vậy thì sự lựa chọn còn lại là của bạn. Quyết định còn lại là của bạn. Cho nên đây là toàn bộ những cái điều mà báo muốn thông điệp trong buổi tối ngày hôm nay, đó là đêm ước mơ dành tặng cho tất cả anh chị. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình cả nhà. Vâng, xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe.